Em phải nói câu ác ấy chị ạ, rất ác luôn. Đến mức mình phải để dao trong phòng thì chắc chắn chị tin nó phải rất nhiều sự việc. Chị biết không, nhiều khi em bị anh ấy đập đầu em xuống đất ấy. Xong rồi để đánh mình ấy chị. Nhưng cái đấy không ai biết. Tại vì hôm sau em vẫn bình thường. Thế xong đầu kiểu gia đình em bên ngoại không bao giờ biết những cái chuyện này. Thấy em kiểu ở trong nhà đẹp, được chồng yêu chiều. Nhưng mà em không bao giờ em kể. Không bao giờ bố em biết những điều đấy. Em bị coi thường đến mức độ mà em tự ti về bản thân mình luôn. Em bảo là bây giờ chắc là mình xấu xí quá, chắc là mọi người kiểu xa lánh mình ấy. Em cũng bị tự ti một thời gian cơ. Em rất là tự ti, em đẻ xong rất là tự ti sau đó nhá. Em xuống giảm cân, tức là em cố em không ăn nữa để em xuống vóc dáng bình thường. Sau khi đó nha, em cố tình đi quay để em tạo mối quan hệ để em đi làm. Thì anh nói là đi làm gì mất thời gian. Có nghĩa là chặn hết cái đường sống của em ấy chị. Em cảm tưởng như là cái người đàn ông này sinh ra đời để làm cho cuộc sống mình khổ hơn. Vì sao em đã giữ kín tất cả những cái chuyện của mình và không kể cho người thân của mình nghe? Tại vì là em sợ bố em lo. Thế thì bây giờ thì bố đã biết chưa? Bố em chỉ biết mang máng có một lần đánh em thôi. Tại vì là hôm đấy là có anh rể của em vào trong này, hôm đấy bị đánh. Thế là em bị ức quá, như kiểu như là không có ai bảo vệ mình ấy. Thế em mới nhớ ra anh rể của em đang ở trong này. Em mới nhắn tin, em mới chụp ảnh là anh ơi nó đánh em bị sưng mắt rồi, em đau quá. Thế anh bảo là mày đang ở đâu anh xuống luôn. Xong anh gọi điện cho bên ngoại nhà em thì nhà em mới biết. Nhưng mà em nói là anh đừng nói cho ai biết, vì em sợ mọi người thương hại em hoặc là mọi người lo lắng cho em. Chúng ta luôn có những cái nỗi sợ để rồi người khác vịnh vào những cái nỗi sợ đó mà thao túng chúng ta. Cái câu hỏi này nó sẽ hơi nhạy cảm, bởi vì trong rất nhiều những cái ca mà chị gặp, những cái hoàn cảnh éo le, họ cũng như Trang, họ cũng bị mắc kẹt trong bạo lực, họ cũng bị tấn công bằng lời nói cho đến thể chất, họ cũng bị chặn cái đường sinh kế của mình gần như không có lối thoát. Nhưng mà họ không bước ra được cái cuộc hôn nhân đó là vì một trong những cái gắn kết rất là cốt lõi của một cuộc hôn nhân đó là vấn đề về tình dục giữa vợ chồng. Có vẻ như là đối với họ nó vẫn còn hạnh phúc. Vậy thì với em, đây có phải cũng là cái kết nối cuối cùng không? Em cũng không hiểu tại sao nghe em nổi cái da gà. Mới hỏi xong sao vậy Trang? Nổi cái da gà, tại vì chị biết không? Có nghĩa là bây giờ cái tình cảm vợ chồng nó không còn nữa rồi. Nó còn chịu hận thôi chị ạ. Hận đây vì là em bị chất chứa quá nhiều. Thành ra cái chuyện đấy nhá, lúc mà anh làm chuyện đấy mà sao, có nghĩa là người này như một con phù thủy ấy chị ạ. Em thấy kinh khủng lắm. Kiểu tình dục kiểu như là bệnh hoạn ấy, cho nên là em cảm thấy nó ghê tởm hơn là em cảm thấy nó rung hòa. Mình cũng không có một cái thăng hoa nào, không có một cái sự thỏa mãn nào trong cái gắn kết lúc tình dục luôn. Lúc nào em cũng cảm thấy nó... Chị biết không, đàn ông thì có thể là người ta giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Nhưng đàn bà thì khác, phải có tình cảm, phải có cái sự yêu thương. Chí ít cũng phải có sự an toàn. Đúng, thì người ta mới có thể thoải mái hoặc người ta yêu thương. Nhưng mà đối với em ấy, em cũng là sống theo kiểu tình cảm. Cho nên là những cái việc đấy em cứ bị không hòa nhập được vào ấy. Vậy thì Trang, tất cả mọi thứ đến thời điểm này, những cái rường cột cho một cái cuộc hôn nhân vững vàng và khỏe mạnh là gần như nó sụp hết rồi. Vậy thì tại sao đến thời điểm này cái quyết định ly hôn nó vẫn chưa phải là một cái quyết định mà em cảm thấy nó rõ ràng và em mạnh dạn chạm tới? Em bị phụ thuộc cái gì? Có rất nhiều người nhắn tin cho em mà tại sao chị không ly hôn anh ấy đi. Em muốn ly hôn ngay lúc đấy. Em muốn ly hôn ngay lúc đấy luôn chị ạ. Nhưng mà Vì nhà em nghèo, không có đủ cái vật chất. Mà bây giờ ra tòa chắc chắn anh ấy là người giành quyền nuôi con, không phải là em. Em sợ con em bị thiếu mẹ, em sợ. Tại vì ngày xưa em cũng bị thế, em sợ. Em rất là sợ. Và anh ấy đánh đúng vào cái tâm điểm của em. Chị ơi, nhiều lúc anh ấy đánh em xong, xong bảo là mày chừa chưa. Chị biết có lần đó em bị đánh sưng hết cả người, em đau hết cả người nha. Xong anh nhơn nhơn em bảo xuống nấu cơm. Em không hiểu là em là con người hay là con vật nữa. Thì tại sao không bước qua cái cuộc hôn nhân này vì con em chị ạ. Em sợ nó như em. Một cái cuộc hôn nhân như vậy để có thể thay đổi và nó trở nên hạnh phúc hơn là chị thấy nó khó lắm rồi đó. Nó khó lắm. Vậy thì em có nghĩ rằng là con em nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc khi nó chứng kiến được những cái lần mà ba đánh mẹ, ba chửi mẹ, ba xem mẹ không như một con người? Và em có tin rằng là trẻ con nó lớn lên trong bối cảnh đó nó sẽ trở thành một đứa trẻ ổn không?
Nhưng mà em sợ là con em ở với bố. Sợ lắm chị ạ. Tại vì đấy là người đàn ông vô tâm. Vậy thì em đã cố gắng để giành quyền nuôi con chưa? Em đã cố xin việc mọi nơi rồi đấy. Nhưng mà em chắc em chưa may mắn. Vì tức là mình bán hàng ở thứ đâu thì cũng được. Nhưng mà em muốn một công việc ổn định để có thể nuôi con em dài dài. Mà công việc của em thì là công việc, chị biết là có một cái bằng nghệ thuật ấy, nó rất là khó xin việc. Thế em mong qua chương trình này, ví dụ như là có ai thương em hoặc là thấy em có bản, có cái khả năng thì mọi người có thể mời em đi làm để em có thể giải thoát cho mình. Đến thời điểm này thì giải quyết được chưa? Em vẫn chưa giải quyết. Nếu như chưa giải quyết được thì đây là những điều mà chị rất là thật lòng để nói với em nè. Coi như câu chuyện của mình nó là như vậy và nó đang bị bế tắc, đúng không? Bây giờ mình đầu tiên mình khơi cái dòng bế tắc đó trước đi, xong rồi chúng ta sẽ nói đến những cái điều lâu dài sau này. Mục tiêu trước mắt của mình là ly hôn. Và để ly hôn và giành được quyền nuôi con thì em phải chứng minh được rằng là đứa trẻ ấy nó sẽ không thể nào phát triển một cách thuận lợi bên cạnh một người trực tiếp nuôi dưỡng mà có những hành vi bạo lực. Vấn đề thứ hai là em cần thu nhập ổn định, đúng không? Thực ra mọi công việc trên đời này đều đáng quý, miễn là nó không có vi phạm pháp luật thôi. Đó là cái điều đầu tiên em phải nhớ. Cái thứ hai là có những cái mục tiêu ngắn hạn mà mình phải giải quyết. Như vậy thì ở đây ví dụ như trong thời buổi này, việc mình có thể xin vào làm ở một cái đơn vị nào đó mà lao động chân tay thôi. Cái quan trọng là em cần chứng minh được hồ sơ thu nhập của em mà. Mọi cái lao động trên đời này nó đều giá trị hết á. Có điều đôi khi mình bị dính mắc vào những cái điều mình đã được đào tạo, hoặc là những cái mong ước, những cái khát vọng của đời mình. Nó không có sai nhưng mà nó chưa có đúng thời điểm. Thì thôi tạm thời mình để đó, mình giải quyết câu chuyện trước mắt để mình chứng minh được về hồ sơ là tôi có thu nhập, để mình có thể giành được quyền nuôi con. Và đặc biệt là con mình đang nhỏ. Con mình đang nhỏ thì cái ưu thế của bà mẹ khi ra tòa để được nuôi dưỡng con nó cao lắm. Đó là những gì nếu như em thực sự can đảm thì em phải dám làm. Nếu như chúng ta thực sự can đảm để thấy rằng là mình muốn một cuộc sống mà mình được coi là con người thì em phải hành động. Và khi em làm được điều này nè, em biết không, cái điều quan trọng nhất là người bên kia không còn bất cứ một cái thứ gì để có thể thao túng được mình. Khi em không dám làm những điều này, người ta nghĩ rằng đó là nỗi sợ của em. Người ta sợ em không đủ can đảm để chấp nhận trong một cái áo của một cái cô công nhân vệ sinh hoặc là một người giúp việc. Người ta nghĩ rằng là em sợ hãi với cái việc đó, là em buộc phải giành quyền nuôi con, cho nên chỉ giữ con em lại thôi là người ta thao túng được em. Vậy thì bây giờ mình có mẹ chồng mà Trang, ba có thể rất là tệ nhưng mà bà nội căn bản có thể là sẽ thương cháu. Thì bây giờ tạm thời mình rời đi và mình gửi con lại cho bà nội, còn đằng này em đẩy hết vũ khí cho người ta và em tay không em bắt giặc, thì đối với người ta là em là một cái người không cần được quan tâm. Thì đó là cái giải pháp trước mắt. Vậy thì thêm một điều nữa nè, thực ra chị nghĩ là chúng ta chiến đấu hết sức đi. Trong trường hợp cứ coi như nó không đúng ý nguyện của chúng ta, là cái trường hợp mà em không được giành quyền nuôi con ha, thì chí ít con của em vẫn còn có mẹ. Con của em giảm được cái sự chứng kiến bạo lực của ba dành cho mẹ. Mà thông qua cái chương trình này em muốn nhấn về cái vấn đề bạo lực cái chị. Đúng. Không phải cái câu chuyện của riêng em nữa, của tất cả rất nhiều người mà người ta không dám nói. Đó là cái câu chuyện lâu dài để em thấy được rằng nếu như em không giải quyết thì cái sự bất lợi nó chỉ càng gia tăng lên cho em thôi. Và em phải bước ra khỏi được cái suy nghĩ mang tính có thể nó hơi cố chấp ở chỗ này nè. Em dám để cho con em lớn lên cùng với ba nó không? Vì sao? Chính vì em không dám để cho con em ở bên anh ấy. Thì là anh ấy lười lắm chị ạ. Đến cơm còn có người khác dọn lên tận mồm ăn, có người dọn, tức là tắm xong có người giặt quần áo cho, có nghĩa là ai tắm hộ anh ấy thì anh cũng để tắm luôn. Thế thì em phải có được những cái bằng chứng để chứng minh trong hồ sơ ly hôn là chồng mình không có đủ năng lực. Chồng mình là một người rất có vấn đề trong việc chăm con, ngay cả cái việc là quá giờ trưa anh không cho con ăn, em cũng phải có bằng chứng ghi lại. Tất cả những cái điều đó nó được tổng hợp để em được giành quyền nuôi con. Trong trường hợp như chị nói, mình đã nỗ lực hết mình để có thể giải quyết theo mong muốn của mình mà nó không được, tận nhân lực rồi không được, thì đó là thiên mệnh, đó là ý trời. Và ý trời ở đây nó sẽ có hai kiểu. Số của mình là xa con ở chung với ba, bên cạnh con có bà nội. Hoặc có thể em sẽ tiếp tục ở cạnh con nhưng em có thể chết bất cứ lúc. Và khi em ở bên cạnh con trước khi em chết thì con em phải chứng kiến bạo lực rất nhiều. Em muốn cái nào? Thực ra em muốn cái nào? Em muốn cái việc là bằng mọi giá phải theo ý em, là con phải theo mình. Còn khi con mà không theo mình vẫn ở lại để con chứng kiến những điều đó. Hay là cái gì mà có khả năng tốt nhất thì mình sẽ chọn. Chúng ta luôn mắc kẹt như vậy đó các bạn. Chúng ta luôn nghĩ rằng là tốt nhất là con phải theo mình, nhưng nó cũng sẽ có những giải pháp ít tốt hơn một chút. Nhưng chí ít là chúng ta vẫn còn
chúng ta vẫn ở đấy. Con vẫn yên tâm rằng mẹ vẫn đang ở một nơi cách con vài chục km, còn hơn là con và mẹ cách nhau hai thế giới. Nó khác chưa Trang? Và quan trọng nè, là con em nó sẽ không nể em nếu như em tiếp tục chung sống với ba nó trong một cái vị thế như vậy. Và lúc đó chúng ta có muốn dạy con cũng không được. Bây giờ con vẫn còn gắn bó với mẹ vì con chưa cần quá nhiều. Nhưng khi con có tiếng nói, khi con dậy thì con cần một người mẹ mạnh mẽ. Nó giống như một bé Trang ngày xưa đã từng tự hỏi là tại sao mẹ không ly hôn ba đi, tại sao mẹ không tự bảo vệ mình đi. Em đã từng ấm ức như vậy với mẹ mình mà. Thì đến một ngày con em nó cũng ấm ức như vậy với em đó. Điều em tổn thương nhiều nhất là cảm thấy kiểu không có ai bảo vệ được mình ấy, mà mình phải dùng cái cách mà quá tiêu cực đến mức độ đấy. Chúng ta sẽ giảm tiêu cực bằng cách hạ xuống những mong cầu của mình một chút. Nhưng căn bản là mình phải được tôn trọng. Và cái người tôn trọng đầu tiên là chính bản thân mình. Phải tôn trọng mình. Em rời đi đi. Và để rời đi thì em phải bỏ được những cái nỗi lo đó xuống. Em rời đi để em còn được tập trung lo cho kinh tế của mình. Bởi vì khi em có kinh tế, vị thế của em nó sẽ khác. Và câu chuyện đường dài á, là đôi khi á, em cũng đâu có muốn người khác nhìn về em là một Minh Trang dữ dằn. Em cũng đâu có ý định xây dựng hình ảnh một cái người phụ nữ tháo vát đến mức độ như đàn ông. Em cũng muốn được dịu dàng như nước, em cũng muốn mình thực sự thục nữ, em cũng muốn được xinh đẹp, em muốn mình tự tin như ngày xưa, đúng không? Như vậy thì điều đầu tiên là em phải rời khỏi bạo lực. Bởi vì khi em còn ở trong bạo lực thì cái xu hướng dữ dằn đó của em, cái việc em xù lông nhím lên và em trở thành một con ác thú, nó là câu chuyện em buộc phải bộc lộ để tự bảo vệ mình. Động cơ không sai, nhưng người ngoài chỉ nhìn thấy hành vi thôi. Và vô tình người ta có về hình ảnh một Minh Trang, nó rất là bất lợi cho em. Em đâu có muốn mình sống như vậy đâu. Em vẫn muốn mình được tốt hơn, mình được hạnh phúc. Vậy thì cái điều đầu tiên là mình phải rời khỏi bạo lực đã. Cái cách tự bảo vệ mình ổn định nhất là cái cách rời khỏi bạo lực, chứ không phải ở trong bạo lực mà bảo vệ mình. Cái cách bảo vệ tốt nhất và chủ động nhất vẫn là rời khỏi bạo lực đi, chứ không phải là ở trong đó rồi mình biến chất. Cái điều lo lắng là kinh tế, đúng không? Chị nói một câu mà em rất là kiểu cảm tưởng là, tức là mình can đảm hơn ấy. Là ngày xưa em đã từng nghĩ là tại sao mẹ em lại không bỏ bố em. Chị biết em bị ám ảnh đến mức độ mà em không có tuổi thơ luôn. Có nghĩa đến tận bây giờ em không nhớ là ngày xưa mình như thế nào nhé. Cho nên là em xóa hết ký ức ngày xưa đau khổ của mình như nào. Cho nên là em muốn bù đắp cho con em lắm chị ạ. Em muốn bù đắp cho nó lắm, em muốn kiểu nó có cả bố lẫn mẹ trong tình yêu thương ấy. Nhưng mà không hiểu tại sao em lại lấy một người chồng. Nhưng mà em đang nắm tay con mình bước vào đúng cái vòng xoay trước đây của mình. Đúng rồi. Đúng rồi, em bị kiểu như là người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Em đang cho con mình lặp lại đúng cái vòng quay mà mình đã trải qua. Thôi thì bây giờ như vậy, trong câu chuyện của em, hình ảnh bà nội hiện lên có vẻ vẫn đang rất là ôn hòa. Mình đừng quá căng thẳng về việc con ở chung với mình. Chỉ hy vọng rằng là mình có thể có những cái lời gửi gắm cho bà nội bằng sự dịu dàng nhất có thể, bằng sự chân thành nhất có thể, để cho bà thấy rằng là cái việc mình rời đi á, nó đang tốt cho con trai của bà. Bà có giận gì giận đứng về phía em kiểu gì, nhưng đừng quên họ là mẹ con nha. Cho nên hãy cho bà hiểu rằng là thôi để tốt cho con trai của bà, chứ không một ngày nào đó ảnh đánh con rồi cả hai đứa tù tội nữa, nó mệt lắm. Và ảnh không có chăm được cháu nội thì thôi, trong trường hợp con không được ở gần cháu thì con gửi cho bà, để trong trường hợp sau này mình quay về mình thăm con á, mình vẫn được bà ủng hộ, mình vẫn có một đồng minh ở đó thay mình phần nào chăm sóc cho con. Việc của mình đầu tiên là phải được an toàn và độc lập. Khi em làm được điều đó không ai thao túng được em hết á. Ôi bây giờ em cảm thấy trong con người em, con tim của em nó tan nát rồi, nó rách rưới lắm chị ạ. Nó không có sự yêu thương. Thế lúc nào em cũng tỏ ra rất là mạnh mẽ, không ai động được vào em nha. Cho nên em không thương được con em đúng nghĩa đâu. Đúng rồi, cho nên là nhiều khi em cứ quát mắng nó, thành ra nhá, không muốn như thế, tôi sao lại ôm nó rồi khóc. Mà con em nó dễ thương mức độ, thôi mẹ đừng khóc. Ôi lúc chị đấy không biết gì đâu. Ôi nó dễ thương đến mức độ đấy đấy. Nên mình bảo là mẹ xin lỗi con. Mà nhiều khi kiểu em nằm em rất khoan đi, ví dụ sáng mai cứ để em đi nhá, thì cả đêm em cũng nằm em ôm con, em hôn con. Thì tại vì mình sợ bị xa con ấy, cảm thấy kinh. Thôi tốt nhất thì sẽ được ở gần con, trong trường hợp không tốt nhất thì thôi tốt nhì. Trước khi chúng ta tạm biệt nhau thì chị sẽ muốn nhắc Minh Trang một điều bằng cái câu hỏi này thôi. Hãy tự hình dung giùm chị, nếu như mình không bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, điều gì sẽ diễn ra với mình và với sự phát triển của con mình nếu như không có gì thay đổi? Em với chồng em vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì em sẽ thế nào?
và sự trưởng thành của con em thì con em được chứng kiến gì? Em phải can đảm hơn chị ạ. Vì em cũng vì con em. Hôm nay để đưa ra quyết định này cũng là cái như kiểu em gặp chị những cái pha của em để em nói hết những điều mà kiểu em không dám nói với người nhà của em. Nghèo không chết, bị đánh mới chết. Đúng rồi. Nhớ nha. Thực ra mình rời khỏi cuộc hôn nhân này mình không phải là mình số 0 đâu. Nha, mình có nhiều cái lắm. Và chúng tôi hy vọng rằng với câu chuyện của Minh Trang ngày hôm nay sẽ là một cái chất liệu rất là quan trọng để những bạn khác. Chúng tôi không hy vọng rằng là có nhiều những cái hoàn cảnh bi thương như vậy ở bên ngoài, nhưng chắc chắn là có. Thì các bạn hãy sáng suốt để tìm cho mình một đáp án. Minh Trang ngay từ đầu không chọn cách tắt đèn đã là một sự mạnh mẽ. Và đôi khi chúng ta sẽ phải bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ, là dám nói, dám kể, dám bày biện ra cho mọi người, thì sau đó chúng ta mới dám quyết định. Và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ có những cái quyết định tốt nhất trên đời này. Nhưng nếu như không tốt nhất thì chúng ta chọn cách tốt nhì. Chứ cũng đừng để cuộc sống của mình diễn ra theo kiểu hoặc là tận cùng đau khổ, hoặc là không còn gì cả. Hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng với Chuyện Chưa Kể để có thể lắng nghe được nhiều hơn và cùng chia sẻ với các nhân vật cũng như là rất nhiều những mảnh đời khác trong cuộc sống tìm đến với Chuyện Chưa Kể với muôn vàn khó khăn, muôn vàn tâm tư. Chuyện Chưa Kể sẽ luôn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 20 giờ tối thứ tư. Sinh ngày 1 tháng 11 1981, mình đang làm cửa hàng trưởng của cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống xăng dầu Petrolimex. Nhà mình ở chung cư Belaza, quận 7. Mình hiện là mẹ đơn thân, có con gái là 16 tuổi. Mẹ đơn thân, có con gái 16 tuổi. Rồi. Chị Dung là một người như thế nào? Chị có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? Điểm mạnh thì là dạng như là điềm đạm, nhỏ nhẹ. Còn điểm yếu là cả nể. Dạ. Chị có văn nghệ ca hát gì không? Có tài lẻ gì không? Không, mình không có tài lẻ. Dạ, rồi. Chị, mình chia sẻ cho em một chút xíu về cuộc hôn nhân mà chị đã trải qua nhé. Thì mình ly dị cách đây là 11 năm rồi. Thì hai vợ chồng về nói chung là không phù hợp, thấy không hợp nhau thì chia tay thôi. Nhưng mà hai vợ chồng là sống với nhau bao nhiêu năm? Lấy kết hôn từ bao nhiêu lâu? Chị kết hôn năm 2007. Kết hôn được 5 năm. Kết hôn 5 năm. Vâng, vì cái lý do gì? Chứ kết hôn 5 năm thì bảo là không hợp thì nó chưa thuyết phục với chị. Nó phát sinh nhiều mâu thuẫn kiểu như là... Vâng, ở vấn đề nào đó là chính á. Chung là chị thì tính chị thì nhiều khi á có vấn đề gì chị cũng ít nói á, thành ra là đâm ra nó nhiều khi nó tích tụ á, rồi đâm ra là nó bùng phát thôi. Thì nói chung là chồng thì có, mình thì ai cũng có cái ưu điểm khuyết điểm, nhưng mà mình cảm thấy mình không chịu đựng nữa, không tiếp tục nữa, thế nên là mình như vậy thôi. Chị thấy ở cái trong cái lý do mà ly hôn ấy thì anh đấy là anh ấy có một cái vấn đề gì không? Mà tại vì bọn em phải hỏi như này để tìm cái người mới cho chị nó tốt hơn á. Thì chị thấy anh ấy có vấn đề gì ở phía anh ấy? Nói chung không có cái sự chia sẻ. Không có sự chia sẻ. Mọi việc là cũng tự bản thân một mình chị. Nói chung là phải nói sao nè. Nói chung là không có cái tính tự lập á, không có tự chủ, không có quyết đoán. Cũng hơi lệ thuộc và gia đình. Nên mọi việc là chỉ có một mình chị tự quyết. Ở trong vấn đề con cái như vậy. Rồi. Thì cũng chỉ có một mình chị. Rồi. Mà bản thân chị thì là ít chia sẻ đúng không? Đúng rồi. Rất ít chia sẻ. Chị tại vì chị nói một hai lần không được, thành ra đâm ra chị cũng không nói. Cho nên chị cũng không muốn là mình gây gỗ, chứ cha mẹ mà gây gỗ trước mặt con gái thì nó sẽ không hay. Chị nói con chị nói như vậy. Yeah. Vậy thì mình ly dị cách đây 11 năm rồi, thì không biết là chị đã có những cái mối quan hệ tiếp theo chưa? Chưa em ơi, chị có đi làm công việc. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải có ông này ông kia tán tỉnh chị chứ nhỉ? Không. Tại vì thực ra là chị là làm ở trong xăng dầu thì chị chỉ có ở trong ngành thôi, chứ chị cũng không có giao tiếp gì nhiều. Bản thân của chị nhiều khi trong cuộc sống ấy, chị có cảm thấy cô đơn không? Xong rồi nhiều khi chị muốn tìm một cái ai cùng chị gánh vác cái công việc đấy không?
cũng có những thì đến thời điểm bây giờ thì là cần. À, nhưng mà trước giờ là không 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 hề nghĩ tới và cũng không có nhu cầu tiến thêm bước nữa, tập trung vào làm thôi. Để lo cho con thì bây giờ nói chung là con nó cũng lớn rồi, lúc trước con nó còn nhỏ đó, cho nên là chị cũng không có nghĩ tới, chỉ có đi làm rồi cố gắng phấn đấu trong công việc. Hồi trước thì là chị là làm kế toán, xong rồi sau khi ly dị thì chị mới tập trung vào công việc, chị phấn đấu lên, thì bây giờ chị là cửa hàng trưởng, chị quản lý cây xăng. Nghĩa là tập trung hết vào công việc rồi. Không biết là con chị bây giờ 16 tuổi rồi thì cháu nó có ý kiến sao về cái việc mẹ đi thêm bước nữa chưa? Nó cũng có những cái lúc nó ích kỷ, nó cũng không muốn, nhưng cũng có những lúc thì nó lại muốn. Hiện tại là nó đang muốn hay không muốn? Bây giờ là nó để cho mẹ tự quyết. À. Rồi, chị biết là chị cần một người đàn ông như thế nào? Chung là tự chủ, Đúng à, quyết đoán, không có lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai hết, rồi. là trụ cột. À, trụ cột. Ngoại hình một chút xíu, chị thích thích mẫu người đàn ông có ngoại hình như thế nào? Chơi 1m65 Dạ. Còn điểm gì nữa đặc biệt hơn nữa, cụ giùm chị. thể hơn nữa? Cũng như là thì đó, chị thì cũng là mẹ đơn thân cho nên là cũng chia sẻ, cũng có cái sự bao dung, nói chung là quyết đoán và độc lập, tự chủ, bao dung. Cái vị trí vùng miền của anh ấy, anh ấy ở đâu thì hợp lý, quê quán của anh ấy ở đâu, nghề nghiệp của anh ấy như thế nào thì chị thấy là phù hợp với lại chị à? Có thể là bằng chị. Bây giờ hiện tại công việc của chị là cửa hàng trưởng, nó thu nhập một tháng của chị trung bình là bao nhiêu ạ? 15 triệu. Thu nhập 15 triệu tháng. Anh ấy đang ở thành phố hay là anh ấy có thể ở các tỉnh lân cận, hay anh ấy là người miền nào thì chị thích hơn? Miền nào cũng được em, nhưng mà đừng miền Trung. Chị không thích miền Trung đúng không? Chị có Mà thể đừng có quen gia xa được trưởng không? nha. Chị có thể quen xa được không? Xa thôi cũng được. Chị thích nghề nghiệp nào phù nghĩ là phù hợp với mình? Kinh Tại nhiều doanh khi bọn hoặc em không. là kinh doanh hoặc là làm quản lý. Kinh doanh hoặc là quản lý. Rồi, có cái điểm gì mà chị cực kỳ ghét của đàn ông và chị cho vào blacklist luôn? Là không có tính tự chủ, Không tính chủ. không có tự quyết được một vấn đề gì, cái gì cũng phải lệ thuộc vào gia đình, chị không thích. Rồi, đó. Rồi, anh ấy ở vùng miền nào cũng được nhưng mà càng gần thì càng tốt đúng không ạ? Đúng rồi em, đúng rồi. Bây giờ chị có bất cứ yêu cầu, vì đây là quyền lợi của chị nha, có bất cứ yêu cầu gì về bạn trai á thì mà người người đấy người ta có một cái hoàn cảnh tương đồng như mình, người ta cũng chia tay vợ xong rồi cũng có con, thì có vấn đề gì không ạ? Không em, không vấn đề gì. Quan trọng là tính cách của họ thôi, ai cũng có mỗi hoàn cảnh mà. Bây giờ là hai mẹ con mình ở Sài Gòn đã có nhà chưa? Chị ở chung cư em. À, chị ở chung cư. Rồi, là chung cư đấy là mua luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi, của chị. Rồi. Vậy là đấy, chị xem là còn yêu cầu gì về bạn trai nữa không thì chị cứ nói với lại bên em để bọn em tìm người cho chính Nhưng xác mà ạ. chị cũng nói luôn nha, chị có xăm hình À, nha. chị có xăm hình. Đúng rồi. Bạn trai mà hút thuốc hay là uống rượu xíu được không? Được, không sao. Nhiều khi công việc ngoại giao cái đó là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đà. Không quá đà. Đừng có nghiện. Đừng có nghiện.
Dạ rồi rồi. Ok. Chăm hình thì bình thường mà. Dạ. Dạ vâng, ok em cảm ơn chị Dung nhiều nhá. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên, nếu mà chị được chọn để cho lên sóng của bạn muốn hẹn hò ấy thì sẽ có biên tập trực tiếp làm việc với chị nhá. Chị cảm ơn em. Dạ em cảm ơn Rồi. chị đã tìm người phù Rồi. hợp chị. Dạ cảm ơn chị. Rồi, chào em, chị cảm ơn em. Dạ vâng, chào chị nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản của bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị, em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83, em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà, và em ở hiện tại ở là ở Thạch Thất, Hà Nội ạ. À, Thạch Cát Hà Nội rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? À, điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được, nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ. Thế thôi ạ. Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này mình em nhé. Ví dụ như vậy là đối diện với người khác giới mà người ta nói mình một cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủi thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con. À, nói tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? À, nói chung là em kết hôn năm 2007, thì em sinh năm 83, nhưng em này kết hôn với chồng em là năm 87 thôi. Thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Thì đến À. năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu. Đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai. Thì đến 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất. Mất năm nay là 8 năm. Với lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay tìm thôi thì em cứ liều em tham gia thôi, còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1, và cháu nhỏ mới được 17 18 tháng ấy. Cho nên là em cũng thực sự là em chưa chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình, em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi, thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc, cái gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở, mà bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học, thì em sợ không sắp xếp được để có người Dạ giúp đỡ. vâng. Có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé, tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Dạ vâng. Đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé, để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, tận ở chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có hả anh? Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành các, tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội ấy, là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À thế thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ.
Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa? Hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu? Thì như thế lâu vẫn không không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. Vâng Mà bọn thì em cũng không muốn làm như thế, dạ. Chứ không cũng vâng không muốn là người chơi tham gia, liều tham gia này kia. nếu như thể mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn, chứ em không phải là bây giờ em vẫn cố là em ý định đấy. Dạ vâng, thôi bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình nhé. Dạ em muốn không cần quá giỏi quá tài nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành và người ta người lớn một chút, có thể cùng chăm lo con được với em. Thì những cái tiêu chí khác thì em không cần là phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả, ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là cũng lo được cho ba mẹ con em có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. ạ? Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có độ tuổi từ 50 trở về, bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có cái người và có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị. Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ, chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gánh vác được gia đình như người khác, người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ, vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ, thì đấy là lý do mà từ nay đến giờ em không không dám nghĩ đến yêu ai và lấy ai. Rồi. Rồi ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen. Nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào cái hình của chị nhá. Dạ dạ vâng ạ. Đó là cảm ơn chị nhiều ạ.